Đức Phật Tổ tối cao tôn kính. Đức Phật Tịnh Quang tôn kính. Bài thơ Nhẫn nại vì nhân sinh của ân sư ạ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nhẫn nại vì nhân sinh. Ta muốn ngủ một giấc, đi vào cõi thiên thu, về niết bàn giải thoát. Chẳng còn muốn ở đây, thế giới đầy ô trược. Ta gánh nghiệp chúng sinh, khiến thân ta đau nhức, mỏi mệt suốt đêm ngày. Bao lần muốn ra đi, về thế giới của ta, nơi ấy một tiếng khổ cũng không có bao giờ. Nhưng ta vẫn không đành, bởi Bồ Tát Thánh Nhân cầu khẩn ta ở lại. Bởi vì thế giới này rất cần Ngài ở đây. Vì tình thương chúng sanh, ta tiếp tục nhẫn nại, hóa thân ta đêm ngày, đi giải trừ nghiệp chướng, lũ lụt và thiên tai, chiến tranh và dịch bệnh đang hoành hành khắp nơi. Nhân tiện độ nhân sinh, dìu dắt người có duyên tu hành và thiền định, phá tan màn vô minh, không còn trong sinh tử, sống giải thoát hiện tiền, không còn nhân đau khổ. Minh Sư Tịnh Quang, UPC Cộng Hòa Séc, ngày 22 tháng 10 năm 2022. Om Đức Phật Tổ tối cao tôn kính. Om Đức Phật Tịnh Quang tôn kính. Chúng con xin thành kính tri ân lời tâm sự đầy xúc động của ân sư qua những phần thơ này. Chúng con xin kính thỉnh ân sư nhẫn nại ở lại thế giới này lâu hơn nữa, để tiếp tục dìu dắt những người hữu duyên như chúng con tu hành trở về cội nguồn giải thoát ạ. À.